sáng sớm các bạn chúng ta đi thăm ruộng thì nó nhờ có cái sương đó các bạn, nó thấm vào cái bông lúa thì có vẻ ra là cái bông lúa nó cũng sẽ rất là ướt át các bạn. Mình thấy nó có vẻ nó cũng khá là ướt át. Vừa phát hiện một đồng chí mà mình không mong muốn khi đi ruộng. Một anh bạn anh đang cố tình ăn một cái con gì đó trong hang, anh lú ra một khúc bên ngoài. Đó, anh em và các bạn thấy không? Bông nó rất là ướt át. Đối với cái vụ đông xuân nè các bạn, mà lúa mà chúng ta bổ sung mà đầy đủ các chất canxi, kali, silic đó, thì nó cái thân gạ nó rất là cứng chắc nha các bạn. Thì cái cử công trái me là mình hay khuyến cáo anh em và các bạn mà sử dụng cái sản phẩm Silimax là để chúng ta bổ sung thêm các cái chất là nó trong đó, cái trong Silimax nó có đạm đó các bạn. Và nó có canxi, có kali, nó có silic. Thì những cái chất đó thì nó giúp cho cây lúa của chúng ta là nó cứng chắc và nó chịu đựng được cái thời tiết bất lợi. Những cái đường này rất là nhót ruột nha các bạn, người ta đi vào người ta cắt loại bỏ những cái lúa cỏ. Những cái lỗ đầu dạt này là do máy bay gây ra nha các bạn, thì cũng rất khó tránh khỏi. Và thường những cái đầu dạt mà cái chỗ mà chúng ta phun bằng cái công nghệ ron các bạn, cái chỗ mà nó quay đầu thì thường lúa nó hay vàng hơn, là lý do nó thuốc nhiều hơn các bạn, phun thuốc nhiều hơn thì lá lúa nó hơi vàng hơn. Các bạn thấy đây, lá lúa mình tương đối hơi vàng nhưng mà ở ngoài kia thì nó còn xanh nha các bạn, mà xanh nó khá bóng. Rồi đó là một số cái khuyến cáo mình hay khuyến cáo với anh em là nên phun cái cử công trái me là nên bổ sung 100ml Silimax cho một bình phun 25 lít để chúng ta có thể bổ sung thêm đạm, kali, canxi, silic giai đoạn cuối các bạn, để giúp thứ nhất là giúp vào gạo nhanh, thứ hai là giúp lá lúa nó cũng thẳng đứng, thứ cho nó quang hợp tốt, và cái nữa là nó làm cho cây lúa nó cũng cứng chắc, thì nó cũng hạn chế đổ ngã. Rồi chúc anh em và các bạn áp dụng thành công.